chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Lệ dụ dỗ Nhung đi bán dâm cho đại gia. Mời các bạn cùng xem tập 24, Làng trong phố. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Lệ đang bận rộn trong công việc thường ngày, điện thoại di động rung lên vang lên, như một cái tín hiệu đột ngột trong không gian bận rộn. Cô nhìn vào màn hình, phát hiện ra một cuộc gọi từ người quen, một người bạn đã có lúc cùng anh trải qua nhiều điều trong quá khứ. Giọng nói từ phía kia bên kia dây có vẻ lo lắng và khẩn cấp. Tớ có việc cần giúp đỡ. Cậu có thể tìm giúp một cô gái trẻ xinh đẹp, có học vấn để tiếp khách VIP được không? Người bạn nói với giọng thấp thoáng sự lo lắng, nhưng cũng không giấu được sự hứng thú trong lời nói. Lệ lắng nghe và suy nghĩ trong giây lát. Bọn này nó đi tìm công việc tử tế, thời gian đâu nó ngồi với mấy ông cà chớn. Lệ phản hồi một cách mạnh mẽ và thẳng thắn. Đúng lúc này, mắt Lệ bắt gặp Nhung, cô gái trẻ đang từ trường học trở về. Lệ ngẩng đầu và nhìn vào gương mặt của Nhung, cô gái trẻ với nụ cười trong veo và vẻ tươi tắn. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Lệ, liệu Nhung có thể phù hợp với yêu cầu từ người bạn? Lệ nhanh chóng tiến đến gần và gọi Nhung vào quán, đề nghị cùng nhau thưởng thức một ly chè dưỡng nhan. Cô ngồi đối diện Nhung và nhìn chăm chú từ đầu đến chân cô, như đang tìm kiếm cái gì đó. Từ đó, Lệ nhận ra rằng Nhung có thể là người phù hợp cho yêu cầu từ người bạn. Nhung xinh đẹp và trẻ trung, nhưng nét đẹp đó lại ẩn chứa sự trong sáng và thuần khiết. Anh nói với Nhung về yêu cầu mà người bạn vừa đưa ra và mời cô ăn tối. Nhung ngạc nhiên nhưng không hề do dự. Cô đồng ý ngay lập tức, mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhung không thể biết rằng, điều mà cô chuẩn bị bước vào sẽ thay đổi cuộc đời của cô mãi mãi. Nhung không hề biết về những âm mưu và mưu đồ ẩn sau lời đề nghị của Lệ. Cô không biết rằng Lệ đang chuẩn bị đưa cô vào một con đường gai góc, một cuộc sống đen tối và đầy tàn nhẫn. Sự bất ngờ người yêu cầu gái gọi chính là Ngọc, người đã có vợ, thể hiện thói trăng hoa và muốn quen nhiều cô gái trẻ, đẹp để thỏa mãn dục vọng của mình. Hắn muốn Lệ tìm cho mình những người phụ nữ đáp ứng đủ yêu cầu, để tham gia vào cuộc vui của hắn. Liệu anh trai của Nhung, Hoài, có thể phát hiện ra điều bất thường và cứu giúp Nhung kịp thời? Còn Ngọc, liệu hắn sẽ phải trả giá cho những thói quen mê gái của mình? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.